Hello cả nhà ơi, hôm nay mình đi lựa xe nha mọi người. Đi lựa xe thì bây giờ mình quay cho mọi người xem là cái xe này là âm hìa. Cái này cái bush nè, cái ở đằng sau, cái này 5 ghế. Cái này thì có thể là chống nắng nè. Nếu mà mình mua đồ ăn mình để đó, mình kéo nó ra chống nắng. Thì bây giờ mình quay cho mọi người xem cái bên trong cái da của xe nha. Thì hiện tại là nó có hai màu, màu trắng với màu đỏ. Còn mình muốn mua màu khác nữa là phải chờ đến 5-6 tháng mới có xe. Đây, quay bên trong cái da bằng vải này chứ không có phải bằng da nha mọi người. Tí nữa mình sẽ quay cái xe mà da cho mọi người xem. Đã lên kênh. Đấy, cái này là cái hộp đựng đồ dưới đây. Drink holder. Cái này hai cái chỗ đựng nước. Cái này là xe tự động, không có xe số nha mọi người. Automatic. Yeah, all automatic. Hiện tại nó có hai màu thôi, màu trắng với màu đỏ. Còn mình muốn mua màu xám, mình thì thích khoái màu xám với màu đen, nhưng mà hai màu đó mình phải chờ đến 5-6 tháng nó mới có hàng lận. Ở đằng sau là có 3 ghế nè. Okay, bây giờ cái xe bên này cũng y chang, nhưng mà bên này nó mắc hơn đến 10.000, là lý do tại sao để mình quay cho mọi người xem nha. Cái này cũng y chang, cũng một cái design. Thì cái bên này là cái da của nó, cái ghế thì bằng da nha mọi người. Ghế bằng da thì da nó sẽ mắc hơn nè. Với lại một phần cái này nó mắc hơn, nó có thêm cái này nữa nè mọi người. Nó mắc hơn 10.000, nhưng mà cái kiểu design y chang luôn. Nhưng đây nha, nó cái cặp đồ với lại nước đồ, mấy cái này nó giống nhau hết. Và một cái khác biệt nữa là nó có cái sunroof nè mọi người. Đó, mình có thể mở cái này ra đó mọi người thấy không. Còn cái xe bên kia thì không có cái này đó, không có cái sunroof này. Nhưng mà mình không có cần cái loại này mọi người ơi. Hồi xưa mình có chiếc Mercedes mà môi trần á, nó nhiều khi mình đâu có mở ra đâu mọi người, nắng quá mình sợ đen á, mình sợ nắng, nên là cái xe này một phần mình không thích là có cái roof này, nó mắc hơn 10.000 nữa. Nhưng mà mình đâu có thích cái kiểu này đâu. Mình Việt Nam thì mình sợ nám nên ít khi mở lắm, mà bên đây á, chạy ban đêm á, thì cũng ít chạy ban đêm lắm. Ở Việt Nam thì mình hay chạy vòng vòng ban đêm thì mình mở ra được. Còn ở đây 8 giờ, 9 giờ là ở trong nhà rồi, đâu có mở ra đâu. Nên cái đó mình không có cần thiết. Yes. If you want to go for the drive, then let's go now. Cái kiểu mẫu xe nó như vậy nè mọi người. Cái này là xe này 5 chỗ ngồi. Cái xe hiện tại của mình nó đang chạy là 7 chỗ ngồi. Nên mình mua cái loại này 5 chỗ ngồi là được. Màu trắng thì mình sẽ lấy liền nha, mình không thích chờ đợi. Còn mấy màu khác là phải chờ đợi. Cái xe này cũng y chang luôn nè, không? Cái xe này là có người mua rồi đó mọi người. Đó, cái xe này ở trên này nó không có mua trần ở trên, không? Nó sẽ rẻ hơn. Ông xã mình đang đi chạy thử. Và bây giờ là ông xã sẽ cho đi lên xe, mình chạy thử, mình test xe coi thử xe nó êm không nha mọi người. Thì cái hãng này nó gọi là Subaru. Đó, Subaru. Bên IKEA, Kia cũng bằng giá. Xe bên Kia này cũng bằng giá nè mọi người, nhưng mà Kia thì cái form xe của nó hơi nhỏ hơn. Đây, đó, cái này là Kia nè. Nó sẽ nhỏ hơn.
nên mình thích cái Subaru hơn. Cái form nó nhìn nó mạnh mẽ hơn. Ok, bây giờ ông xã sẽ chạy thử cái xe này, nó đưa cho mình để mình thử, mình test xe đó. The seat on this one, yeah. More expensive model, the seat is electrical. Oh, okay. Okay, we turn down the fan, I can really hear you. Bây giờ mình lên test thử nha mọi người nha. But we don't need sunroof, hay? No. Ooh, yeah. Ooh. You see the park brake go off automatically when you press the petrol. Oh. The you know the foot brake? Yeah. To put it on, you just push the button. Mm-hmm. The indicator, yeah. Opposite side again. No, it's the same. No, the same side. Yeah. Giờ mình chạy thử ra ngoài đường. Does it loosen the back? I think the chair doesn't put up. Bây giờ nó đưa xe cho mình chạy thử coi máy nó êm không. I suppose you adjust the mirrors, but not for the short ride. It's okay. Are we return back by the traffic light? This is gonna go down to Webster. Go down here and turn back. It's a bit higher than our car. Really? Yeah. The seat is a bit higher because it's meant to be an SUV and it's a four-wheel drive. Uh-huh. A bit of power. Yeah. Yeah. Cái này là có cái này ở đây nha. Cái này để cái mắt kính này là cái gì đó mình đi mình để lên. Cái này là gì? Cái này là cái đèn. Đó. Cái gì để không biết luôn. What is this for? I think we'll figure all that out later. Okay. Cái này là đèn. Through here, yeah? Correct. So what else do we have if we buy this car? And we have tow bar, and what else? Some flaps behind the tire. Uh-huh. Yeah, that comes included in the tow bar package. And we have camera included already? Already, yeah. Okay. Thì cái xe này á là Webster again, I forgot. Nó có sẵn cho những cái camera reversing á mọi người. Khi mọi người lùi xe hay là tiến xe là nó có cái camera trên cái này. Thì mình sẽ thấy. Camera là nó đã include, nó đã có trong đó luôn rồi. Với lại mình gắn thêm cái cục để mình kéo cái trailer của nhà mình á. Thì nó có cái cục ở đằng sau nữa, mình gắn thêm cái cục đó nữa. Tại vì mình mua xe này để chủ yếu là kéo thêm cái trailer đó. Còn mình mua lại xe nhỏ thì không kéo được. Nên mình phải mua cái loại 4-wheel drive á. Thì nó mới kéo được cái xe trailer của nhà mình. Nhiều khi mình đi lên farm á, huh? They say that this car it's got one of the best all-round wheel. Like if you look at our Honda, this here is so big and it's like that. It's more flat, so it block a big part. Yeah, they flat here. They say this got very good all-round wheel, like almost old-fashioned all-round wheel. Yeah, xe cũ nhà mình á thì trên cái mặt này nè, nó hơi cái mặt bàn kiến như trên đây nè, nó hơi cao nên là khi mình lái xe mình không có thấy được cái view ở thường thường là mình thấy cái view xa nhưng mình không có thấy cái view gần. Oh, this one they are subdivided. Yeah. They used to be big block. Yeah, same as this. Yeah. Nightmare to the lower in here. Okay. Scott, I saw him yesterday, but he was on the phone, so we just waved at each other. Thì cái này á, là cái bàn này nè, nó thấp hơn thì mình thể thấy được cái view gần ở đây hơn. Còn những cái xe khác á, cái mặt bàn của xe này á nó hơi cao thì mình không có thấy cái view xuống. Nên là cái xe này nhiều người á recommend á mua cái xe này hơn là những cái xe khác. Thì hai vợ chồng đang đi xem thử mua cái xe chứ
nhà có một chiếc xe, hồi xưa có hai chiếc nên bán hết một chiếc rồi, nhưng mà bây giờ thấy một chiếc của nhà chỉ còn có một chiếc là bí quá, là lại phải mua cái xe mới đó. Ok, bây giờ mình chạy thử, bây giờ mình quẹo lên nha. Ok, we turn right left. Yeah, I think my next appointment. I delivered yet again yesterday, 75. Đó, nhưng mà cái da này hơi mắc, là cái xe này mắc hơn đến mười mấy ngàn lận. Nên thôi mình lấy cái xe look, kia tại it tells us we're in Webster Road. Cái xe kia thì đây mình quay cái xe kia nó không look có cái giếng chờ. Reverse camera. Yes. Đó, nó không có giếng chờ, nó không có cái giếng trời này. Nên với lại mình cũng chẳng cần cái giếng trời mọi người ơi. Trời nắng á. Dạ. Yeah. It's it, okay. It. Yeah. Oh. If you're in reverse, yeah, it shows you the side also. The side. Cái này là khi là mình lui xe lại á, mình thấy được cái hai cái này. Mình thấy cái đuôi xe nè, còn cái này là bên hông. Khi mình bấm lui lại, mình thấy bên hông và thấy ở camera ở đằng trước của mũi đầu xe luôn nè. Đó, nên là cái xe này nó hiện đại hơn nha cả nhà. Nó tên là what the name again? Subaru. Subaru. Cái xe này là hiệu là Subaru. So which company from? I think it's Japanese. Japanese xe này của. I'm not sure Japanese, Korean. I'm not sure. Korean, I think. Korean. Same as the Kia and the Hyundai. Ông xã mình kêu là của Korea. Nhưng mà cái này được cái camera khi mình lui lại mình thấy ở đằng sau và bên hông và đằng trước luôn. Nhiều cái xe khác là chỉ có khi mình reverse á, mình chỉ có là thấy ở đằng sau thôi, là mình không có thấy bên hông. Bây giờ mình dầm lên trả xe nha. Rồi bit off power. Nhiều quậy quá. Trong này nó có cái hộp gì đây? Đó, nó có cái hộp đựng ba cái giấy tờ. Thì mình thấy cái xe này nó nhìn nó cái hộp của nó, cái nó nhìn nó mạnh mẽ hơn là cái của Kia. Kia nó nhìn yếu đuối quá. Nên là hai vợ chồng là xác định sẽ mua cái xe này nha. Ở đây nó có mấy cái loại xe sport car nữa nè mọi người. Cái này 4 chỗ ngồi. Này có 4 chỗ ngồi, hồi xưa mình cũng có chiếc xe 4 chỗ ngồi nên nó không có được tiện mấy nên bán rồi. Cho mọi người xem. Cái xe này mà mới là 56.000. Xe đi này Kia 27.000. Cái này là second hand nha mọi người. Cái này cũng 42.000 second hand nè. Cái này Kia 22.000. Cái này là 60.000. Đây là lẫn. Ok, bây giờ mình đi qua đây. Chắc là mình chốt cái xe màu trắng đó mọi người ơi.